Phật dạy. Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói. Này thiện hiện, trong cái rốt giáo của sắc không có sự phân biệt thế này. Đây là sắc, trong cái rốt giáo của thọ tưởng hành thức cũng không có sự phân biệt thế này. Đây là thọ tưởng hành thức. Này thiện hiện, trong cái rốt giáo của nhãn xứ không có sự phân biệt thế này. Đây là nhãn xứ. Trong cái rốt giáo của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không có sự phân biệt thế này. Đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Này thiện hiện trong cái rốt giáo của sắc xứ không có sự phân biệt thế này. Đây là sắc xứ. Trong cái rốt giáo của thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không có sự phân biệt thế này. Đây là thanh hương vị xúc pháp xứ này thiện hiện trong cái rốt giáo của nhãn giới, không có sự phân biệt thế này. Đây là nhãn giới, trong cái rốt giáo của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng không có sự phân biệt thế này. Đây là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra này thiện hiện trong cái rốt giáo của nhĩ giới, không có sự phân biệt thế này. Đây là nhĩ giới, trong cái rốt giáo của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng không có sự phân biệt thế này. Đây là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Này thiện hiện trong cái rốt giáo của tĩ giới không có sự phân biệt thế này. Đây là tĩ giới trong cái rốt giáo của hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc. Cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra cũng không có sự phân biệt thế này. Đây là hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra này thiện hiện trong cái rốt giáo của thiệt giới không có sự phân biệt thế này, đây là thiệt giới. trong cái rốt giáo của vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng không có sự phân biệt thế này, đây là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra này thiện hiện trong cái rốt giáo của thân giới không có sự phân biệt thế này đây là thân giới trong cái rốt giáo của xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng không có sự phân biệt thế này đây là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra này thiện hiện trong cái rốt giáo của ý giới không có sự phân biệt thế này đây là ý giới trong cái rốt giáo của pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng không có sự phân biệt thế này. Đây là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra này thiện hiện trong cái rốt giáo của địa giới không có sự phân biệt thế này. Đây là địa giới trong cái rốt giáo của thủy hỏa phong không thức giới cũng không có sự phân biệt thế này. Đây là thủy hỏa phong không thức giới này thiện hiện trong cái rốt giáo của vô minh không có sự phân biệt thế này. Đây là vô minh trong cái rốt giáo của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng không có sự phân biệt thế này đây là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não này thiện hiện trong cái rốt giáo của bố thí ba la mật đa không có sự phân biệt thế này đây là bố thí ba la mật đa trong cái rốt giáo của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng không có sự phân biệt thế này đây là tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa